Chào mừng các bạn quay lại với kinh nghiệm thoại số. Hôm nay mình làm cái video thay mặt kính của con Techno Pro Panel nha bạn. Thì con này khách sử dụng gắt bể mặt kính, màn hình hiển thị bình thường, cảm ứng nhấn bình thường. Thì mình chỉ cần thay mặt kính thôi. Khi nào mà máy của mình gắt cảm ứng nhấn không ăn hoặc là màn hình nó bị sọc thì lúc đó mình mới thay màn hình nha bạn. Còn mà màn hình còn hiển thị bình thường, cảm ứng xài bình thường, chỉ bể cái mặt phía bên ngoài thôi, mình chỉ cần thay mặt kính. Thì mình thay mặt kính sẽ giảm chi phí nhiều hơn là so với mình sẽ thay màn hình. Thì thời gian thay cái mặt kính con Techno này thì là gian làm tầm khoảng 2 tiếng, các bạn có thể ngồi chờ lấy máy luôn. Còn những bạn ở xa mà mình không có tới thay trực tiếp được thì bên mình cũng có nhận gửi qua đường bưu điện hoặc là gửi qua nhà xe. Thì bên mình nhận xong, mình thay xong thì sẽ gửi về cho các bạn. Còn những bạn ở gần thì mình tới thay, mình ngồi chờ lấy luôn, thời gian tầm khoảng 2 tiếng. Thì hiện tại kỹ thuật bên mình đang tiến hành tháo máy ra để thay mặt kính. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn xem cái quá trình thay mặt kính con Techno Pro Panel này bên mình nha. Thì các bạn xem video, các bạn thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ mình. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn xem video. Cảm ơn các bạn, chào các bạn nha.